thế giới không thể vận hành nếu thiếu ngành xã hội và nhân văn. Vậy ngành xã hội nhân văn có gì? Phát triển sự nghiệp trong ngành này ra sao? Khoa học xã hội giải quyết những vấn đề gì cho con người? Tất cả đã có trong Người trong môn nghề, ngành xã hội và nhân văn có gì? Đặt mua sách ngay tại nhà sách Spyroom. Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom và đây là bài viết Hói đầu có nguy hiểm từ tác giả Sunlight. Và mình như thường lệ là Andy. Cùng bắt đầu bài viết ngay nhé. Với kinh nghiệm nhiều năm xem bạn muốn hẹn hò, mình nhận thấy có hai điểm mà các bạn nữ thường không thích ở người bạn đời lý tưởng, đó là béo bụng và hói đầu. Những người béo bụng thì có nguy cơ cao mắc các bệnh như là béo phì, đái đường, tim mạch v.v. tức là có khả năng chết sớm, đúng là không nên hẹn hò. Thế còn hói đầu, ngoài ảnh hưởng đến vẻ bề ngoài thì hói đầu có nguy hiểm hay không? Làm cách nào để chữa hói đầu khiến bạn trở lại thành chính mình một lần nữa? Cùng tìm hiểu ngay nhé! Một người bình thường có khoảng 100.000 đến 150.000 sợi tóc trên đầu và có thể rụng từ 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày. Điều đó là bình thường vì sẽ có những sợi tóc mới mọc lại thay thế. Hói đầu xuất hiện khi rụng tóc quá nhiều vượt quá khả năng mọc tóc và để lại nhiều mảng da đầu bị trống và không nhìn thấy lỗ chân lông. Có nhiều nguyên nhân gây rụng tóc, trong đó rụng tóc nội tiết tố nam, androgenetic alopecia, là nguyên nhân phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 50% số người rụng tóc. Ngoài ra, bạn cũng có thể bị rụng tóc khi gặp cú sốc lớn về thể chất hoặc tinh thần như là sau phẫu thuật, sau bị bệnh nặng hoặc mất người thân. Nếu bạn trải qua hóa trị ung thư hoặc mắc các bệnh về tuyến giáp, đái đường, nhiễm nấm, bạn cũng có thể bị rụng tóc. Các nguyên nhân khác là căng thẳng, chế độ ăn ít sắt, protein, dinh dưỡng kém, v.v. Bài viết này chỉ xin tập trung vào rụng tóc nội tiết tố nam. Sinh lý bình thường của tóc. Tóc gồm có hai phần là thân tóc và nang tóc. Thân tóc là phần chết của tóc nằm trên bề mặt da, chứa chủ yếu là chất sừng keratin, một loại protein cứng, cũng là thành phần của móng tay, móng chân và lớp ngoài cùng của da. Đây là phần không chứa thần kinh, nên khi cắt tóc bạn sẽ không bị đau. Nang tóc là phần nằm dưới da, là phần sống của tóc, hấp thụ chất dinh dưỡng, sản xuất các tế bào đẩy lên phía trên, giúp tóc mọc dài ra. Tuổi thọ trung bình của tóc là khoảng từ 2 đến 6 năm, tóc sẽ rụng, sau đó một sợi tóc mới sẽ mọc lên thay thế. Chu kỳ phát triển bình thường của tóc bao gồm 3 giai đoạn: anagen, tăng trưởng, catagen, chuyển tiếp, telogen, nghỉ ngơi. Có khoảng 80% đến 90% tóc ở trong giai đoạn tăng trưởng và quyết định độ dài của tóc. Trong giai đoạn này, tóc mọc khoảng 1cm sau mỗi tháng và kéo dài từ 2 đến 6 năm. Lông ở tay, chân, lông mi và lông mày có giai đoạn tăng trưởng khoảng 30 đến 45 ngày, vì thế chúng ngắn hơn nhiều so với tóc. Ở người, chu kỳ tóc là không đồng thời, nghĩa là chu kỳ mỗi nang tóc không phụ thuộc nhau, giúp tránh rụng tóc số lượng lớn. Mặc dù sợi tóc trải qua các giai đoạn phát triển và thoái biến, nhưng phần dưới của nang tóc vẫn ổn định. Cái răng, cái tóc là góc con người, nên mái tóc là điểm nhấn hết sức quan trọng đối với mỗi người, thể hiện vẻ đẹp, sức sống và ghi đậm dấu ấn cá nhân. Mái tóc dày, khỏe, tượng trưng cho sức sống, sự mạnh mẽ, bản lĩnh của phái mạnh. Ngoài ra, tóc còn bảo vệ da đầu khỏi tác hại trực tiếp từ ánh nắng mặt trời và cũng tránh những vật lạ nhắm vào đầu. Một công dụng khác ít được biết đến của lông tóc trên cơ thể chính là thu hút tình dục. Mỗi người có một gu về lông tóc trên cơ thể bạn đời như màu sắc, vị trí, độ dài, số lượng, v.v. Từ đó có thể mang lại mùi hương đặc trưng, giúp gắn kết hai tâm hồn. Rụng tóc nội tiết tố nam. Rụng tóc nội tiết tố nam là nguyên nhân gây rụng tóc phổ biến nhất ở cả nam và nữ. Dạng rụng tóc này ảnh hưởng đến khoảng 50 triệu nam giới và 30 triệu phụ nữ ở Hoa Kỳ. Ở nam giới, rụng tóc có thể bắt đầu sớm ở tuổi thiếu niên và gia tăng theo tuổi tác. Ở phụ nữ, rụng tóc nhiều nhất sau kỳ mãn kinh. Những người da trắng bị ảnh hưởng của chứng rụng tóc này nhiều nhất, sau đó là đến người châu Á và người Mỹ gốc Phi. Tỷ lệ mắc ở nam giới da trắng là khoảng 50% ở 50 tuổi và lên đến 80% bị ảnh hưởng ở 70 tuổi. Rụng tóc nội tiết tố nam khởi phát từ từ và xảy ra sau tuổi dậy thì, thường được gọi là sớm nếu xảy ra trước 30 tuổi. Ở nam giới, tình trạng này còn được gọi là chứng hói đầu kiểu nam. Tóc bị mất theo một nếp rõ ràng, bắt đầu ở phía trên cả hai thái dương. Theo thời gian, chân tóc sẽ rút đi, tạo thành hình chữ M đặc trưng. Tóc cũng mỏng dần ở đỉnh đầu
thường dẫn đến hói toàn bộ vùng trán cho tới đỉnh. Hậu quả là để lại một vành còn tóc ở hai bên và vùng chẩm của đầu. Ở nữ, rụng tóc này được gọi là hói đầu theo kiểu nữ. Tóc trở nên thưa dần trên toàn bộ da đầu, nhưng chủ yếu ở vùng đỉnh. Vùng tóc ở phía trước thường ít rụng hơn nên không thấy thay đổi đường chân tóc phía trán, thường không gây hói toàn bộ. Nguyên nhân của rụng tóc nội tiết tố nam. Rụng tóc nội tiết tố nam là một rối loạn đa gen và liên quan đến cả gen mẹ lẫn gen bố. Bệnh có khuynh hướng di truyền rõ ràng với các con trai có nguy cơ cao hơn từ 5 đến 6 lần nếu có bố bị hói. Rụng tóc nội tiết tố nam như tên gọi có khả năng là do phản ứng quá mức với androgen nội tiết tố nam. Bệnh chỉ phát triển sau tuổi dậy thì. Nam giới bị thiến trước tuổi dậy thì và những người mắc hội chứng không nhạy cảm với androgen thì không bị hói đầu. Androgen rất quan trọng đối với sự phát triển sinh dục bình thường của nam giới trước khi sinh và trong tuổi dậy thì. Androgen cũng có các chức năng quan trọng khác ở cả nam và nữ, chẳng hạn như điều chỉnh sự phát triển của tóc và ham muốn tình dục. Các nhà nghiên cứu đã xác định rằng dạng rụng tóc này có liên quan đến nội tiết tố androgen, đặc biệt là dihydrotestosterone, DHT. Chất này được hình thành từ testosterone, nội tiết tố nam chính được sản sinh tại hai tinh hoàn. Dưới tác động của enzyme 5-alpha reductase, dihydrotestosterone liên kết với thụ thể androgen với áp lực lớn tạo ra sự kích hoạt các thụ thể androgen gây rút ngắn giai đoạn tăng trưởng hay còn gọi là anagen trong chu kỳ phát triển bình thường của tóc. Kết quả dẫn đến sự thu nhỏ năng tóc qua giai đoạn tăng trưởng ngắn dần, làm các năng tóc mỏng hơn và ngắn hơn mà cuối cùng thậm chí có thể không xuyên qua lớp da đầu. Sự phân bố các thụ thể androgen ở tế bào năng tóc khác nhau ở các vị trí khác nhau trên da đầu. Điều đó giải thích tại sao hói đầu hay gặp ở vùng đỉnh và khi cấy các năng tóc ở vùng khác như là vùng gáy thì tóc có thể phát triển bình thường. Hói đầu và các bệnh liên quan. Một số nghiên cứu cho thấy ở những người hói đầu kiểu nam có nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, thừa cân, rối loạn mỡ máu, đái đường, vân vân, cao hơn so với dân số chung. Ngoài ra, rụng tóc nội tiết tố nam có liên quan đến phì đại tuyến tiền liệt và ung thư tiền liệt tuyến, song vẫn chưa có khuyến cáo cần sàng lọc trên đối tượng này. Ở phụ nữ thì dạng rụng tóc này có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc hội chứng buồng trứng đa nang. Hội chứng này được đặc trưng bởi sự mất cân bằng nội tiết tố, có thể dẫn đến kinh nguyệt không đều, mụn trứng cá, rậm lông và tăng cân. Điều trị. Việc điều trị cho chứng rụng tóc nội tiết tố nam là cả một quá trình lâu dài và đòi hỏi sự kiên nhẫn của bệnh nhân. Hiện nay, bệnh được điều trị chủ yếu bằng thuốc và phẫu thuật. Có hai loại thuốc được Cục Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận cho chứng hói đầu là minoxidil bồi tại chỗ và finasteride dạng uống. Cả hai loại thuốc này đều cần dùng ít nhất từ 4 đến 6 tháng trước khi nhận thấy sự cải thiện và phải được sử dụng vô thời hạn để duy trì tác dụng. Phối hợp hai thuốc trên giúp ngăn ngừa rụng tóc và phần nào giúp mọc tóc lại. Phẫu thuật cấy tóc. Trong trường hợp việc điều trị bằng thuốc không mang lại kết quả như mong đợi, bạn có thể lựa chọn phương pháp phẫu thuật cấy tóc để nhanh chóng có được mái tóc đẹp trở lại. Ngoài ra, tia laser cường độ thấp đã được chứng minh giúp kích thích mọc tóc lại nhanh hơn, có thể sử dụng tiện lợi tại nhà dưới dạng lược laser. Huyết tương giàu tiểu cát có chứa các yếu tố tăng trưởng được tiêm vào da đầu giúp kích thích năng tóc và làm chậm tốc độ rụng tóc. Phòng ngừa. Những lời khuyên sau đây có thể giúp bạn giảm bị rụng tóc. Để tóc được thả lỏng. Hạn chế tạo kiểu tóc thành bím, tóc búi hoặc tóc đuôi ngựa để không gây quá nhiều áp lực lên tóc. Nhẹ nhàng với mái tóc của bạn. Sử dụng lược răng thưa và tránh giật mạnh khi chải, đặc biệt là khi tóc ướt. Hạn chế gây tổn thương tóc như dùng máy sấy nóng, máy uốn tóc, máy duỗi tóc, thuốc nhuộm, v.v. Bỏ thuốc lá. Một số nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa hút thuốc và chứng hói đầu ở nam giới. Bảo vệ tóc khỏi ánh nắng mặt trời và các nguồn tia cực tím khác. Có chế độ ăn uống cân bằng, giàu chất dinh dưỡng, bổ sung nhiều sắt và protein vào các bữa ăn. Tổng kết. Thứ nhất, có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc. Trong đó, rụng tóc do nội tiết tố nam là thường gặp nhất, xảy ra ở cả nam và nữ. Thứ hai, các yếu tố di truyền, nội tiết và môi trường đều góp phần vào sự phát triển của rụng tóc nội tiết tố nam. Tình trạng này cũng có thể liên quan đến các rối loạn khác như bệnh tim mạch, ung thư tuyến tiền liệt và hội chứng buồng trứng đa nang. Thứ ba, một lối sống lành mạnh, ít căng thẳng,
Chế độ ăn uống hợp lý và chăm sóc tóc nhẹ nhàng sẽ giúp tóc phát triển khỏe mạnh. Trên đây là toàn bộ những chia sẻ của tác giả Sunlight về chứng hói đầu. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy truy cập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại.